Huấn luyện viên Toshiya Miura sắp tái xuất ở V-League. Hồi đầu tháng 7, huấn luyện viên Toshiya Miura bất ngờ đến thành phố Hồ Chí Minh một cách âm thầm. Vị chiến lược gia Nhật Bản không tiết lộ nội dung công việc của mình. Khi đó, nhiều quan điểm cho rằng ông Miura đang làm việc với Sài Gòn FC, đội bóng đang thi đấu khá bết bát ở mùa giải này. Và theo thông tin mới nhất có được, rất có thể ông Miura sẽ ngồi vào ghế nóng chỉ đạo tại một đội bóng phía Nam. Vào năm 2018, huấn luyện viên Miura từng đồng ý dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thành công. Nhà cầm quân này sau đó đã hồi hương dẫn dắt đội bóng Gifu ở giải J3 League, nhưng ông cũng sớm phải ra đi do thành tích cầm quân quá nghèo nàn. Hiện cả ba đội bóng phía Nam là câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và Bình Dương đều đang thi đấu không thành công và đang nằm giữ những vị trí ở nửa cuối bảng xếp hạng. Do đó, tin đồn ông Miura tái xuất ở V-League hoàn toàn có cơ sở. Và rất có thể, thông tin chính thức sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.